Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Kết nối đường sắt là một chủ đề trọng tâm trong chuyến thăm Trung Quốc của Tô Tổng Bí Thư. Ngày 17 tháng 8, BBC Tiếng Việt cho hay, ông Tô Lâm thăm Trung Quốc tăng cường kết nối đường sắt. Theo đó, các quan chức cho biết, kết nối đường sắt sẽ là chủ đề hàng đầu trong chương trình nghị sự khi Tô Tổng tới Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cho biết các tuyến đường sắt liền mạch được coi là rất quan trọng cho chuỗi cung ứng khi ngày càng nhiều nhà sản xuất Trung Quốc chuyển hướng hoạt động xuất khẩu sang Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Trung Quốc và Việt Nam hiện được kết nối bằng hai tuyến đường sắt từ miền Nam Trung Quốc đến thủ đô Hà Nội, cũng là trung tâm công nghiệp phía Bắc của Việt Nam. Nhưng cơ sở hạ tầng của Việt Nam đã có từ thời Pháp thuộc và có khổ đường ray khác với đường sắt cao tốc của Trung Quốc nên buộc hành khách cũng như hàng hóa phải đổi tàu. BBC trích dẫn từ nguồn tin quốc tế nhận định, sự thiếu tin cậy giữa hai nhà nước cộng sản từ lâu đã cản trở tiến trình xây dựng các tuyến đường sắt, nhưng trong thời gian gần đây, cân nhắc về kinh tế dường như đã vượt lên lo ngại về an ninh. Vào tháng 12 năm 2023, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề xuất các khoản trợ cấp và cho vay để giúp nâng cấp các tuyến đường sắt của Việt Nam và hai nước đã ký hai bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác đường sắt. BBC dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trong một lần trả lời phỏng vấn cho biết, trọng tâm chuyến thăm Trung Quốc của ông Tô Lâm là thực hiện các thỏa thuận đã ký kết và đưa hợp tác thực chất đạt tiến triển mới, nhất là trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như kết nối đường sắt. Và đây là hình tổng bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm. BBC dẫn truyền thông trong nước, theo đó ông Hùng Ba, đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội cho biết, hai bên đang đẩy nhanh kế hoạch cho ba dự án nâng cấp các tuyến đường sắt hiện có từ Lào Cai đến Hải Phòng qua Hà Nội, từ Lạng Sơn đến Hà Nội và xây dựng một tuyến thứ ba dọc theo bờ biển từ Móng Cái đến Hải Phòng. Một quan chức Việt Nam cũng cho biết các thỏa thuận mới dự kiến sẽ được ký kết trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Tô Lâm, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến đường sắt, các khoản đầu tư khác và thương mại nông sản. Vẫn theo truyền thông Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kêu gọi hỗ trợ tài chính và công nghệ từ Bắc Kinh cho đường sắt Việt Nam trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 6 năm 2024. Đây dường như là một sự thay đổi chiến thuật đáng kể. BBC cũng cho biết, các lãnh đạo cao cấp Việt Nam trong nhiều năm vẫn lập lờ về việc sử dụng quỹ của sáng kiến vành đai con đường sau khi các cuộc biểu tình nổ ra ở Việt Nam vào năm 2018. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được đầu tư tư nhân của Trung Quốc vào Việt Nam vốn đang bùng nổ. Theo BBC, hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất cũng như thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Và đây là hình tổng bí thư, chủ tịch nước Tập Cận Bình. Trung Quốc với tham vọng trở thành siêu cường đứng đầu thế giới, quyết tâm thách thức trật tự đơn cực do Mỹ dẫn đầu và muốn gia tăng sức ảnh hưởng trong khu vực thông qua đầu tư, triển khai sáng kiến vành đai con đường. Trong khi đó, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia quyền lực tầm trung, khai thác tối đa lợi ích và an ninh trong lúc cân bằng quan hệ Mỹ-Trung, nhưng vẫn coi trọng giao hảo truyền thống với Nga. Vẫn theo BBC, về đường sắt, một trong những công trình nổi bật của Trung Quốc tại Đông Nam Á là tuyến đường sắt cao tốc từ biên giới Lào, Trung tới thủ đô Vinh Trăng của Lào. Mới đây, Thái Lan cũng đã triển khai một tuyến tàu nối thủ đô Bangkok với Vinh Trăng, tạo thành một tuyến đường sắt khá thông suốt từ Singapore, bán đảo Mã Lai, lên Thái Lan, Lào và đến Trung Quốc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin kết nối đường sắt là một chủ đề trọng tâm trong chuyến thăm Trung Quốc của Tô Tổ Tổng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Như dự đoán, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã vào Bộ Chính trị. Ngày 17 tháng 8, VOA loan tin Bộ trưởng Công an Lương Tâm Quang được bầu vào Bộ Chính trị đầy quyền lực. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA dẫn nguồn tin từ một hãng tin quốc tế cho biết ngày 16 tháng 8, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bổ sung người đứng đầu ngành công an vào Bộ Chính trị. Động thái này được xem là một dấu hiệu nữa cho thấy ảnh hưởng chính trị ngày càng tăng của ngành công an. Theo VOA, bước thăng tiến của ông Lương Tâm Quang, 58 tuổi, diễn ra chưa đầy 2 tháng sau khi ông trở thành Bộ trưởng Bộ Công an, kế nhiệm ông Tô Lâm, người vừa được chọn làm Chủ tịch nước hồi tháng 5. Đầu tháng 8, ông Tô Lâm lại chính thức đảm nhận thêm chức vụ Tổng bí thư, vai trò quyền lực nhất của Việt Nam, sau khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời sau 13 năm nắm quyền. VOA cho biết, về cơ cấu, Việt Nam không có vị lãnh tụ tối cao, mà thay vào đó lãnh đạo đất nước là tứ trụ, gồm Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Hiện nay, ba trong số bốn chức vụ này do các cựu quan chức công an cấp cao nắm giữ. Và đây là hình Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. VOA nhận xét, việc bổ nhiệm ông Quang làm ủy viên thứ 15 trong cơ quan ra quyết định hàng đầu của Việt Nam diễn ra ở thời điểm có nhiều biến động chính trị đáng kể, xuất phát từ một chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng với sự ngã ngựa của nhiều quan chức, bao gồm các cựu bộ trưởng, hai chủ tịch nước và một chủ tịch quốc hội vẫn theo VOA trong một tuyên bố chính phủ Việt Nam cho biết việc ông Quang được đưa vào bộ chính trị là một phần trong kế hoạch cải tổ nhân sự của đảng nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2026 dự kiến Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có sự thay đổi lãnh đạo cao nhất tại đại hội tiếp theo vào năm 2026 việc ông lương tâm Quang vào bộ chính trị không nằm ngoài dự đoán bởi ngay từ khi ông lên bộ trưởng dư luận đã đồng đoán ông sẽ vào bộ chính trị Tuy nhiên, việc ông Quang vào bộ chính trị sớm cũng cho thấy mức độ quyền lực của Tô Tổng. Giờ đây, có lẽ không có gì có thể cản đường ông Tô Lâm. Trước đó, vào tháng 6 năm 2024, sau khi ông Tô Lâm lên làm chủ tịch nước, VOA đã đăng lời cảnh báo của hai chuyên gia nước ngoài về sự thăng tiến của ông. Theo đó, các chuyên gia cho rằng tình hình nhân quyền có thể sẽ xấu thêm ở Việt Nam khi ông Tô Lâm nắm chắc quyền lực hơn. Và đây là hình tân tổng bí thư Tô Lâm. VOA dẫn bài viết của cựu nhà ngoại giao Mỹ David Brown ngày 21 tháng 6 trên diễn đàn về Đông Á có trụ sở ở Úc với tựa đề Sự thăng tiến đầy tham vọng của ông Tô Lâm ở Việt Nam. Theo ông Brown, khi là Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm đã biến chiến dịch đốt lò thành một thứ vũ khí và bẻ công luật lệ để tiêu diệt các đối thủ, phục vụ mục tiêu kế nhiệm ông Trọng. Ông Brown nhắc đến việc Thượng tướng Lương Tâm Quang được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Công an được xem là vẫn bảo đảm cho ông Tô Lâm có sự ảnh hưởng đối với bộ này nơi ông là lãnh đạo lâu năm. ở một góc nhìn khác, VOA cho hay bà Pearson, giám đốc châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở ở Hoa Kỳ, đăng bài trên trang Al Jazeera ngày 19 tháng 6 cho rằng việc thăng tiến của ông Tô Lâm là chỉ dấu xấu về nạn trấn áp của chính quyền Việt Nam đối với các nhà hoạt động, về việc chính quyền không dung thứ những lời chỉ trích và thù địch với các quyền dân sự, chính trị cơ bản. BBC cho biết thêm, các nhà lãnh đạo và Bộ ngoại giao Việt Nam luôn bác bỏ những chỉ trích của phương Tây và những tổ chức nhân quyền quốc tế về tình hình nhân quyền Việt Nam. Chính quyền Việt Nam thường xuyên khẳng định họ tôn trọng, đảm bảo và thúc đẩy các quyền tự do cơ bản của người dân nêu trong hiến pháp Việt Nam và phù hợp với các công ước quốc tế. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp, tiếp của Kim Vũ với bản tin. Như dự đoán, Bộ trưởng Lương Tâm Quang đã vào Bộ Chính trị Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.